Life is like a picture that is created by many different colors, including people, culture, language, and cuisine. Traveling is the best way to discover those colors. And with all of these things, this place deserves to be loved. Hành trình của mình bắt đầu từ lúc 3 giờ sáng, chạy lên sân bay thì là khoảng 4 giờ. Sáng thì check-in nó cũng khá là đông. Thì đến mãi gần 5 giờ thì mới vô được khu chờ. Nên là tất cả mọi người cũng đến rất là đúng giờ, không giống như mấy lần trước. Hôm nay tâm trạng rất là vui. Là phấn khích vì chuyến đi này, hy vọng là chuyến đi sẽ mang đến cho chúng ta rất là nhiều trải nghiệm. Dạ, lời nói đầu tiên em xin thay mặt cho bến Santori chào mừng quý anh chị đến từ Santori Mexico Việt Nam đến với đảo Mộc Phú Quốc ạ. She'd rather be staying for days now. I'd rather fix it than mess up again. She'd rather be burning it all now. I know we will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Cầu tình duyên anh, năm nay lấy chồng. Rồi một cái khung cảnh mà để mà ngồi lại mà chia sẻ thì quá tuyệt vời. Chưa có hiện tượng của mưa bão nên hiện tại là đang được gọi là thời tiết rất đẹp. Xin chào tất cả OB team của chúng ta tới Chí Phú Quốc trong 3 ngày và đặc biệt là những cái ngày nó rất là đẹp đúng không ạ? Thứ năm ngày 5 tháng 5, thứ sáu ngày 6 tháng 6 và thậm chí thứ bảy ngày 7 tháng 7. Thì những cái ngày trùng lập như vậy, Uyên hy vọng nó sẽ tăng thêm cái sự may mắn cũng như là những cái hạnh phúc thêm cho team mình. Một cái tinh thần nó giống như là the best bản thân mình, the best chính mình, để mình có một cái phiên bản nó thực sự là tốt nhất của mình. Thì Yên tin là với cái phiên bản tốt nhất thì cả OB team chúng ta là tốt nhất. Và với cái tinh thần đoàn kết của OB team thì không có gì là không thể. Một cái team mà không thể nào mà thiếu được đó là hai cái support function, đó là Duyên em, Vũ Vương. Thì mong muốn của mình á, sau cuộc họp này là mình hiểu được những cái chuyện chia sẻ của các anh các chị và nắm bắt được cái khu vực của mình đâu là cơ hội để mình đi cho đúng hướng và đạt được cái mục tiêu mà công ty mong đợi. Cảm ơn các ban lãnh đạo đã tạo điều kiện có một cái buổi lắng nghe và chia sẻ.
cầu mong những điều tốt đẹp nhất đối với phòng OB, và OB chắc chắn năm nay sẽ gặt hái những thành công lớn, lớn và lớn hơn nữa. Cảm ơn tất cả mọi người đã có hành trình 2021 cũng như là Year to Date của 2022 rất là thành công.